Xin chào các em, trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 12 trong cuốn sách bài tập tuần toán 1 tập 1 theo chương trình cánh diều. Trong tuần học số 12 này thì chúng ta sẽ học về phép trừ trong phạm vi 6 và luyện tập các dạng bài tập. Kiến thức đầu tiên là phần bảng trừ trong phạm vi 6. Từ giờ trở đi các em sẽ bắt buộc phải nhớ các phép tính trừ ở trong phạm vi 6 này. Ví dụ khi nhắc tới 5-3 thì các em phải hiểu rằng 5-3 bằng 2, bắt buộc các em phải nhớ. Các em có thể thực hành bằng cách là viết ra giấy nhiều hoặc đọc đi đọc lại nhiều để chúng ta nhớ. Kiến thức số 2 nó là số 0 trong phép trừ. Chúng ta có một quy tắc, một số trừ đi chính số đó thì có kết quả bằng 0. Ví dụ 4-4 thì bằng 0, 3-3 bằng 0. Và một số trừ đi 0 thì có kết quả bằng chính nó, 4-0 bằng 4, 3-0 bằng 3. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào phần bài tập. Phần B, phần bài tập 1, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái là trước câu trả lời đúng. Câu 1, số cần điền vào dấu hỏi chấm. 5 trừ đi mấy thì bằng 0 nhỉ? À, chúng ta có một quy tắc. Một số trừ đi chính số đó thì bằng 0. Như vậy 5 trừ 5 bằng 0. Câu 2, phép tính không thích hợp. Phép tính nào mà có kết quả bằng 4 thì là phép tính thích hợp. Còn phép tính có kết quả khác 4 là phép tính không thích hợp. A, 2 cộng 4 bằng 6, không thích hợp, đáp án A. B, 5 trừ 1 bằng 4. C, 6 trừ 2 bằng 4. Và D, 1 cộng 3 bằng 4. Chúng ta thấy rằng đáp án A không phù hợp. Còn đáp án B, C, D đều bằng 4 đều phù hợp. Câu 3 để bài hỏi phép tính thích hợp. Tức là chúng ta cần xem phép tính nào có kết quả nhỏ hơn 5. A, 7 cộng 0 bằng 7. Vậy A không thích hợp. B, 5 trừ 0 bằng 5. Như vậy B cũng không thích hợp. C, 4 cộng 1 bằng 5 cũng không thích hợp. Và đáp án D, 6 trừ 3 bằng 3. 3 bé hơn 5. Vậy đáp án D phù hợp. Câu 4, số cần điền vào dấu hỏi chấm. 6 trừ đi hỏi chấm bằng 1 cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ có 6 trừ hỏi chấm bằng 1 cộng 1 thì bằng 2. Vậy 6 trừ mấy thì bằng 2? À, 6 trừ 4 bằng 2. Vậy chúng ta khoanh đáp án C. Câu 5, các số thích hợp để điền vào ô trống. Chúng ta có này, 5 trừ 3 bé hơn 5 trừ hỏi chấm. 5 trừ đi 3 bé hơn 5 trừ hỏi chấm. 5 trừ 3 thì bằng 2. Như vậy 2 sẽ bé hơn 5 trừ hỏi chấm. Chúng ta xem các số nào phù hợp nhá. Chúng ta bắt đầu từ số 0 đi. 5 trừ 0 thì bằng mấy? À, 5 trừ 0 thì bằng 5 trừ 0 thì bằng 5. Như vậy 2 bé hơn 5 phù hợp không? Phù hợp rồi đúng không? 5 trừ đi 1 bằng 4, 2 cũng bé hơn 4. 5 trừ đi 2 thì bằng 3, 2 cũng bé hơn 3. 5 trừ 3 thì bằng 2, 2 không bé hơn 2. Như vậy chúng ta thấy rằng kết quả 2 sẽ bé hơn 3, 4, 5. Như vậy các số cần điền đó là số 0, số 1 và số 2. Vậy đáp án của chúng ta đáp án D. Câu 6, phép tính thích hợp. Chúng ta có này, 1 cộng 3 thì bằng 4. Như vậy xem phép tính nào có kết quả bằng 4 thì đó là phép tính thích hợp. A, 6 trừ 1 bằng 5. B, 5 trừ 3 bằng 2. C, 4 trừ 0 bằng 4. Như vậy đáp án C phù hợp. C, D, 6 trừ 6 bằng 0. Đáp án D không phù hợp. Chúng ta sang phần 2 với bài số 1 để bài yêu cầu. Bài số 1 này thì chúng ta chỉ cần nắm rõ và nhớ các phép tính trong bảng trừ 6 thì chúng ta. Trong bài tập số 1 này thì công việc của các em cần nắm rõ và nhớ được các phép tính trong phạm vi 6, phép tính trừ trong phạm vi 6. Để thực hiện được bài tập 1 này thì các em cần nắm rõ được phép trừ trong phạm vi 6 để chúng ta sẽ thực hiện được. Ý đầu tiên, 4 trừ 2 bằng 2, 3 trừ 0 bằng 3, 2 trừ 1 bằng 1, 6 trừ 5 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, 4 trừ 4 bằng 0, 3 trừ 3 thì bằng 0, 2 trừ 0 thì bằng 2. Bài 2, nối. Chúng ta nhìn theo mẫu. Bài 2, nối theo mẫu. Chúng ta nhìn theo mẫu này. 2 trừ 1 bằng 1,
5 trừ 4 bằng 1 có nghĩa rằng chúng ta sẽ nối các phép tính có kết quả bằng nhau. 5 trừ 3 bằng 2, 6 trừ 6 bằng 0, 5 trừ 1 bằng 4, 6 trừ 1 bằng 5, 3 trừ 1 bằng 2, 1 trừ 1 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5, 6 trừ 2 bằng 4. Chúng ta nối này, 2 nối với 2, bài tập này chúng ta có thể nối tay. 0 nối với 0, 4 nối với 4 và 5 nối với 5. Bài 3, số cần điền vào ô trống. 5 trừ đi mấy thì bằng 4 nhỉ? 5 trừ 1 bằng 4. 2 trừ đi mấy thì bằng 0, 2 trừ 2 bằng 0. 6 trừ đi mấy thì bằng 6, 6 trừ 0 bằng 6. 3 trừ mấy bằng 1, 3 trừ 2 bằng 1. Mấy trừ 1 thì bằng 4. Chúng ta có 5 trừ 1 được 4. Mấy trừ đi 5 thì bằng 0, 5 trừ 5 thì bằng 0. Mấy trừ đi 1 thì bằng 3, 4 trừ 1 bằng 3. Mấy trừ đi 3 thì bằng 3, 6 trừ đi 3 thì bằng 3. Chúng ta sang tiếp với bài số 4. Viết 4 phép tính thích hợp với bức tranh. Như vậy chúng ta cần phải quan sát bức tranh để chúng ta viết các phép tính thích hợp. Đầu tiên chú vịt này, chúng ta nhìn thấy có một chú vịt bay ra khỏi hồ. Như vậy sẽ ban đầu sẽ có 1, 2, 3, 4. 4 chú vịt trừ đi 1 chú vịt bay ra và còn 3 chú vịt dưới hồ. Bức tranh số 2 chúng ta nhìn vào quả cam. Ban đầu có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 quả cam bị rụng đi 2 quả. 6 trừ 2 thì còn 4 quả cam ở trên cành. Về bông hoa chúng ta nhìn thấy có 1, 2, 3, 4, 5. 5 bông hoa sen. Chú thỏ đã ngắt đi 3 bông hoa sen, vậy 5 trừ 3 thì còn 2. Bức tranh tiếp theo chúng ta nhìn thấy này, có 2 chú chim đang đậu ở trên cành, sau đó thì cả 2 chú chim cùng bay đi. Như vậy chúng ta có phép tính 2 trừ 2 thì còn 0. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 4, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học số 12 này rồi. Hẹn gặp các em trong những bài giảng tiếp theo.